Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử của Vương quốc Anh về việc rời khỏi EU, các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu xử lý cách thức xây dựng mối quan hệ của họ với đất nước sắp trở thành một cựu thành viên. Thủ tướng Đức Merkel phát biểu trước Quốc hội Đức hôm 28 tháng 6 rằng tuy Anh sẽ mất các đặc quyền của một thành viên EU, song Anh sẽ vẫn là một đồng minh thân cận trong NATO. Bà cũng cảnh báo rằng EU không được lơ là các vấn đề cấp bách khác như cuộc khủng hoảng di dân, thay vào đó phải cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn và ngăn chặn sự phân rã thêm nữa. Bà nói Liên hiệp châu Âu đủ mạnh để chịu được việc Vương quốc Anh ra đi. Nó đủ mạnh để đi tiếp chỉ cần có 27 thành viên và nó đủ mạnh để đại diện cho lợi ích của mình trên thế giới. Liên hiệp châu Âu là một trong những khu vực kinh tế lớn nhất trên thế giới. Nó là một cộng đồng độc đáo với sự đoàn kết và các giá trị chung, có sức hấp dẫn trên toàn thế giới và nó đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và ổn định. Bà Merkel nêu ra Na Uy là một ví dụ về cách Anh có thể quan hệ với châu Âu, một thành viên ngoài EU có quyền tiếp cận thị trường tự do vì nước đó sẵn sàng tôn trọng tự do đi lại. Tuy nhiên, bà Merkel cũng lưu ý rằng sẽ không có bất kỳ cuộc thảo luận chính thức nào về mối quan hệ cho đến khi Anh chính thức bắt đầu các thủ tục rời khỏi khối. Trong phiên họp khẩn cấp với Nghị viện châu Âu để thảo luận về cuộc bỏ phiếu Brexit, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói ông hy vọng Anh có thể duy trì mối quan hệ hữu nghị với EU, nhưng nhắc lại rằng sẽ không thể đàm phán cho đến khi nào Anh chắc chắn về quan điểm của mình. Cử tri Anh đã bỏ phiếu đồng ý rời khỏi EU với mức chênh lệch phiếu ít ỏi. Thủ tướng Anh David Cameron nói quốc hội phải phê chuẩn quyết định này trước khi quá trình rời EU có thể bắt đầu.